không đổi lại được. Ừ. Thì bây giờ sáng về cũng nhét không sao. Mà Tokyo nếu mà nói chung là cái bô cái nguyện vọng mọi người ai cũng vậy thôi. Ai cũng muốn làm việc gần gần nhất để tiết kiệm nhất cái thời Gần gian cho ra mình, thì bởi mắc vì đi làm đấy nhiều khi là nó mình muốn nhưng mà không theo ý mình đấy, kiểu vậy. Cho nên mọi người nghỉ Nhật thế thôi, đi làm 1 tiếng 2 tiếng nó tận ví dụ Saitama tận tận đầu buổi sáng sớm 4 giờ sáng là ra ga rồi đây, thì là đi xuống Tokyo hôm tối về đấy, chen chúc nhau lên tàu về đây. Nói chung là người nọ người kia mà dân thì đông như này thì cũng không cháy được, không 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 lúc nào không phải lúc nào cũng muốn là được. Như gần đến là sao ha? ở đây. Quẹo đây ra là ga phía này. Cái này nó để nước trong này nhỉ? Để đi chưa tới thì rồi đường hết rồi. Từ tận lấy nước em. Trên kia tiếp tục mang đây trên kia không tới. Đây. Đi qua đây hả? Thằng này phải đi qua đường này mới sang bên kia được. Ô tô. Xin đèn đỏ đây. Đường này mình đi được này. Đây, không có đèn. Không có đèn là mình được ưu tiên. Sát đây rồi. Như nhà vừa rồi phơi quần áo là quần áo dễ khô đấy, tại vì Không chiều mặt nắng, trời. cũng mặt trời. Ga thì là ga gì nhỉ? Ga kiểu gọi là ga Toshi ấy. Ga nó rẻ, ga kiểu nó có đường ống dẫn vào nhà rồi đấy. Chứ nhiều nhà là vẫn là Tokyo này nhưng mà nhà nó giống kiểu quê ga bình đấy, ga LP ấy. Hàng ngày định kỳ nó hết nó cứ kiểm tra nó mang bình đấy, đấy thì ga đấy đắt lắm. Nhiều nhà nhà rẻ nhưng mà bảo hiểu lý do là tại sao ga là nhà nó có cái ga đấy ấy. Cho nên là nó mới đắt, nhiều người họ không 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 muốn muốn dùng cái ga đấy. Ga bình chứ đấy sáng nó coi nó thay. Đấy, ga đấy đắt lắm. Em ngày trước ở quê ra đó, đúng rồi, ở quê thì phải ấy thôi, vì cả bây giờ khách anh mua nhà ở trên Saitama này cũng thế, có phải là căn nào của nó cũng là ga đấy đâu, vẫn là nhà mới tinh đấy, vừa mới xây xong thứ đấy, nhưng mà nó không thiết kế được ống dẫn đấy, vẫn phải ga bình. Đấy, đường ống tạm. Nó kiểu nó không phải khu đông dân cư kiểu này, nó tự nhiên nó ở cái kiểu hơi rải rác ấy, mấy cái nhà đấy kiểu nó chưa có ống dẫn. Mai chết sai. Chưa quen mới được. Chưa quen. Phải gấp đôi cho em ở hiện tại. Ờ thế à. Mà trên ở trên phố như vậy thì tàu cũng sợ. Cứ mấy phút là một chuyến. Ừ. Thì ở đây thì cũng nhanh chứ. Ga này ga to mà. Ga này ví dụ như trường hợp không đi tàu nhanh thì tàu chậm. Đợi sẵn ấy. Được cái ga này làm cái nó tiện, nó là to, ga to. Nó là to nhất ở khu này nè. Em ở đây thì em ở đây thì tiện nhỉ, đây, tiện. Còn mỗi vợ em em đi thờ đi lễ đây có không? Nhà thờ cho phụ hình như là phía đằng kia thì nhỉ, gần phía đằng kia như là ra sông mà em sông Tama. Em chưa đi nhà thờ đến đây. Thế em à? Đi nhà thờ ở Vision người chi. Thế à? Anh thấy mọi người hay đi cái nhà thờ ở chỗ ga Yotsuya. Ở thế à? Tại vì em cắt một ca rồi không có nhà thờ. Ờ. Với lại em muốn đi mà phải đi bộ mình đi. À không phải hay chủ nhật à? Thường thường hay chủ nhật nữa. Tháng thì 7 ngày là nếu mà mình không đi bộ là sắp cho mình tầm 2 ngày nghỉ 1 ngày. Ờ. Mình nghỉ liên tiếp càng nhiều thì mình làm càng dài. Ờ.
ở đây nó ghi khoảng cách thời gian đấy, nhưng mà thực tế là anh thấy đường đi đây nó cũng đông đúc ấy, đường sạch sẽ đúng không, đường sạch sẽ mà mình đi cả tối, anh nghĩ tối thì về vẫn đông người đi lại, mà để nó sáng không như nhiều nhà là ở cái ga lẻ 10 phút thôi, nhưng mà 10 phút đi cái đường nó kiểu như là tối tối hai bên không, muốn tối về cảm giác mình làm về muộn muộn 10 giờ ví dụ thế, một mình đi một cái đường nó ấy. Ga này to thì anh nghĩ là cái đấy nó không có cái việc đấy. Cái đầu kia tấn ga. Bên tòa cao cao kia đúng không? Ở đây thì nào để đi leo núi ấy tiện đấy. Ta câu ấy, bây giờ đang mùa đẹp. Cách đây 2 tuần anh dẫn con anh đi. Đây nó vào được mà. Tại đây em có về trước. Ở đây đúng không? Thế thì anh em mình chia tay nhau rồi nhá, có dạ, gì bảo anh dạ. Sớm. Ok dạ. Nhá, có gì cứ nhắn tin như này, anh bận anh về luôn. Dạ, em đi thăm cái lạc mới em chỉ coi thử nó như thế nào. Nhưng mà không phải anh vào đây là vào luôn à? Hay đi đường khi tiện hơn nhỉ? Anh nghĩ lên cửa chính. Cửa này chắc cửa phụ nó. Nó làm cái gì không này? Đèn. À, thế bây giờ hôm nay có đi làm à? Không, hôm nay em nghỉ. Nhưng mà đi vô chỗ làm mới này coi nó như thế nào, tình hình cá như thế nào, đứa nó khác mình không? Tại em chưa đây bao giờ. Đúng là chưa vào? Chưa. Anh tưởng là bắt đầu làm rồi. Chưa. Thế là khi nào? Em này tháng 1. À. Thế bây bây vào vào có ăn luôn. Và đều vào đây luôn xong nó xem luôn. Cá là ớn. Có phải là mấy con cá ấy không? Cá ngừ, cá hồi, cá ba. Đúng rồi, thế giống cái quán nữa, quán gì nhỉ? Có biểu tượng mà có cái chữ tròn tròn ma rự này nhỉ? Cái gì? Park Park Chin, cái gì? Ma rự là chắc con ma rự là gì đó. Chắc không nghĩ là kanji của cái từ, của cái biển hiệu của cái chỗ đấy nó màu đỏ, màu đen. Của cái hãng ấy là cái gì nhỉ? Nó có trên tên rất nhiều quán ấy. Nó cũng chuyên cá. Cá nướng, suất việc buổi trưa suất ăn cá nướng hay không cơm hay một thứ gì đó. Tự nhiên à cái pachin nhỉ. Là gọi gì? Đây anh vào đây. Ờ anh vào đây nhá. Ok em nhá, bye em nhá, có gì? Ok em. Em về nhá.